Nguyên nhân gây nên kết quả dương tính giả của xét nghiệm NIPT. Hiện tượng khảm bánh dao. Vì nguồn chính của DNA tự do của bào thai trong tuần hoàn của người mẹ là tế bào nhau thai, xét nghiệm NIPT thực chất sẽ cung cấp kết quả liên quan đến nhau thai, có thể khác với mô của thai nhi. Tỷ lệ khảm xuất hiện từ 1 đến 2% các trường hợp mang thai và có nhiều khả năng xảy ra với hội chứng Turner, Ickx và tam bội thể 13 hơn là tam bội thể 21 hoặc 18. 1. Bệnh khảm ở người mẹ. Hầu hết các phương pháp xét nghiệm cfDNA đều giả định rằng người mẹ có karyotype bình thường, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ, với tuổi tác ngày càng cao, số tế bào bị mất nhiễm sắc thể X trong cơ thể người phụ nữ càng cao và điều này có thể dẫn đến kết quả cfDNA dương tính giả. Bên cạnh đó, mặc dù ít gặp, một số phụ nữ có thể có bất thường nhiễm sắc thể giới tính nhưng có kiểu hình bình thường. Bệnh khảm ở mẹ có thể được chẩn đoán bằng karyotyping tế bào lympho máu ngoại vi, vì thế cũng khá dễ dàng tìm ra nguyên nhân gây dương tính giả. 2. Ung thư mẹ. DNA tự do của khối u ctDNA có thể được đưa vào hệ tuần hoàn của mẹ với mức độ có thể đo được ở phụ nữ mắc bệnh ác tính. Ở một phụ nữ mang thai có khối u, DNA tự do của thai nhi cũng như ctDNA của khối u đóng góp vào tổng số cfDNA và gây ra hiện tượng dương tính giả. Trong một nghiên cứu trên 450.000 trường hợp mang thai được thử nghiệm, đã xác định được 55 trường hợp tiềm ẩn ung thư mẹ. Trong đó có 40 trường hợp trong số này được xác nhận là u ở mẹ, 20 trường hợp là u xơ tử cung lành tính, 18 trường hợp là u ác tính và 2 trường hợp chưa được phân loại. Các khối u ác tính thường gặp nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng và đại trực tràng, bệnh bạch cầu, u lympho Hodgkin và không Hodgkin, ung thư tuyến giáp và u ác tính. Tuy nhiên, xét nghiệm NIPT không nên được coi là một xét nghiệm sàng lọc bệnh lý ác tính ở mẹ vì chưa có nhiều dữ liệu về mối liên quan này. Tỷ lệ dương tính giả cũng có thể là kết quả của xác suất thống kê vì ngưỡng giới hạn cho một thử nghiệm dương tính thường được đặt ở độ lệch chuẩn cộng 3. Do đó, 1 hoặc 2 trên 1.000 bào thai đơn bội có thể có dương tính giả và nếu 100.000 xét nghiệm được thực hiện, ước tính sẽ có 100 ca xét nghiệm NIPT dương tính giả. 3. Các vấn đề kỹ thuật. Giống như tất cả các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, việc trộn lẫn mẫu hiếm gặp hoặc các lỗi kỹ thuật khác có thể dẫn đến kết quả thử nghiệm dương tính giả hoặc âm tính giả. 4. Người nhận cấy ghép. Nếu mô được cấy ghép, tủy xương hoặc cơ quan được lấy từ người hiến tặng là nam giới, xét nghiệm cfDNA có thể xác định không chính xác thai nhi nữ là nam do sự giải phóng cfDNA nam từ cơ quan hiến tặng vào tuần hoàn mẹ. Trên đây là các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng dương tính giả trong xét nghiệm NIPT. Hy vọng các kiến thức trên sẽ biết bạn nắm bắt để có những quyết định phù hợp trước khi xét nghiệm NIPT.